mùng 8 tháng 3 năm nay, năm 2024, câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi bọn mình đã tổ chức đi du xuân tại vùng xứ Lạng. Đây là cổng chùa Tân Thanh, Lạng Sơn. Chùa Tân Thanh, Lạng Sơn tọa lạc ở một vùng núi cao, rộng, mênh mông, đẹp lắm. Khai mạc lễ hội truyền thống chùa Tân Thanh Văn Lãng ngày 9 tháng Giêng năm Giáp Thìn. Hôm nay là mùng 8 tháng 3, nghĩa là qua ngày khai mạc rồi, tức là 29 tháng Giêng. Nghĩa là hôm nay là ngày mùng 8 tháng 3, tức là 29 tháng Giêng. À, 28. Điệp trùng sơn thủy cảnh tình yêu của quốc làm sao hay quá. Đây là đường lên cái chùa. Thanh thanh chuông vọng, nguyện dân an quốc thái, con cháu viên rồng mãi mãi vinh quang. Kìa nơi Phật tử trang nghiêm, ngói đỏ tượng vàng không là sắc, muôn hoa đào đua nở hay quá. Ai nào? Tí ra chợ thì cái đất dậy rồi. Đấy, 2 giờ dậy đi xuống cầu thang là thấy khổ. Đứng ở dưới này chụp hết lên đẹp hơn.
Phật sự đời người, trăm việc vẫn tùy duyên. Gió thổi lao sao cùng say chúc nhất, ấu hoàng ca. Trăng sáng tròn đầy nước thấm non cùng xanh tựa tranh vẽ. Đưa mắt ngắm trời đất, tấm thân muôn vàn cả người thiên hạ. Thiên hạ. Con đá nào lại không bấm gì mà đâu. Đi phòng dưới không? Dưới cái bậc đấy. Đây chữ ký có thể là chuẩn luôn. Trời bảo ở lành gặp lành.
Mồm khấn đi. A Di Đà Phật. Con cúng cụ như nào? Ơ. Bà ra bây giờ. Quay trực tiếp đi. Yeah.